Chào mừng quay trở lại với Game 3 Channel, một tin tức đang làm dậy sóng giỏi crypto những ngày qua. Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX và CEO của Tesla, đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ trên X, trước đây là Twitter, để ủng hộ Pavel Durov, CEO của Telegram, sau tin tức anh bị bắt tại Pháp bùng nổ. Các nguồn tin nói rằng, những cáo buộc chống lại Durov không chỉ dừng lại ở việc thiếu kiểm duyệt nội dung trên Telegram. Các tội danh nghiêm trọng như hỗ trợ khủng bố, rửa tiền và thậm chí là sở hữu nội dung bị cấm đã được nêu ra. Liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là một cuộc tấn công chính trị nhắm vào một doanh nhân công nghệ nổi tiếng? Ngay khi biết tin, Elon Musk đã nhanh chóng phản ứng. Anh đã khởi động chiến dịch Freedom for Pavel trên X, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ việc trả tự do cho Durov, hashtag Free Pavel hay Free Durov ngay lập tức lan truyền như vũ bão, thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ trong vài giờ. Musk lên tiếng rằng, hãy tưởng tượng, năm 2030, bạn bị bắt ở châu Âu chỉ vì thích một meme. Lời khẳng định táo bạo này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận toàn cầu về quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư cá nhân. Hôm nay, Durov sẽ ra hậu tòa trước một thẩm phán điều tra người Pháp để xác định tình trạng giam giữ của mình. Các chuyên gia pháp lý tỏ ra nghi ngờ về khả năng được tha của ông. Chiến dịch của Elon Musk đang nhận được sự ủng hộ lớn trên toàn thế giới. Liệu nó có thay đổi số phận của Pavel Durov? Chúng ta sẽ phải chờ xem. Nếu bạn ủng hộ CEO của Telegram, hãy để lại hashtag FreeDurov dưới bình luận và đừng quên theo dõi GameFra để cập nhật những tin tức mới nhất.